Xin chào các bạn, hôm nay ZK sẽ giới thiệu cho các bạn một con đèn pin. Đèn pin này là đèn pin chiếu xa 1000m các bạn nhé. Con đèn pin này con đèn pin có khả năng sáng mạnh nhất hiện tại ở shop mình đang có. Thì các bạn nhìn thấy ngay cái vỏ hộp của nó khá là bắt mắt và đẹp đúng không? Bây giờ mình sẽ khui hộp cho con đèn pin này ra cho các bạn xem nhé. Mở ra hộp rất là cứng cáp các bạn. Bên trong này, các bạn có một cái dây, chắc đây là dây đeo. Đúng rồi, đây là dây đeo đèn pin các bạn nhé. Có thể điều chỉnh rất là xịn sò. Rồi xong tiếp theo có ý nữa nha. Rồi, tiếp theo là một củ sạc, củ dây sạc cho đèn pin. Đây có cả đèn báo này các bạn này, xanh đỏ này. Đóng gói khá là chắc chắn. Trong này có cả bóng khí nữa. Ok, đây là con đèn pin. Con đèn pin này có cả chức năng sạc con điện thoại khác các bạn nhé. Các bạn có thể cắm cái sạc vào đây và sạc cho các thiết bị khác, ví dụ như điện thoại hay máy nghe nhạc gì đấy. Ok, thì con đèn pin này, con đèn pin hiện tại là con đèn pin có công suất mạnh nhất ở bên mình, nhưng có 3 chức năng này. 1 này, sáng, 2 sáng mờ này, 3 nhấp nháy này. Đó, các bạn có thể đi vào ban đêm cầm như này, bạn theo soi, khá tiện lợi. Ok, nếu các bạn có hứng thú với con đèn pin này, các bạn có thể đặt hàng với link bên dưới bên mình nhé. Thì mình có bán hàng qua tất cả các trang là Lazada này, Shopee, Sendor và Tiki. Các bạn có thể đặt hàng qua đấy. Bên mình có thể ra hàng toàn quốc các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.